Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm. Một chiếc vòng tay của tên cầu thủ Jonathan Kuminha như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một chiếc vòng tay của tên cầu thủ NBA nha. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Về dụng cụ thì mình sẽ có một cây kéo này và một chiếc kim. Chiếc kim thì mình sẽ sử dụng để sâu những cái hạt tường nhỏ. Những cái hạt mà nó khó sâu ấy, thì mình sẽ sử dụng đến cây kim nhé. Còn các bạn nào mà sâu có những cái hạt to, những cái hạt tường to ấy, thì mình có thể sử dụng trực tiếp cái sợi dây sâu qua luôn cũng được. Bây giờ mình sẽ cần chuẩn bị đến cái sợi dây sâu vòng nhé. Ở đây mình có cái sợi dây co giãn như thế này dùng để sâu vòng. Và mình sẽ kéo giãn nó ra nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị cái hạt để sâu vào. Ở đây mình có rất là nhiều các hạt như thế này, dùng để sâu vào. Về màu sắc này. Về màu sắc thì ngoài những cái màu xanh đỏ tím vàng ra thì mình còn có những cái màu lấp lánh nữa, những cái màu lấp lánh kim tuyến rất là đẹp. Các bạn có thể chuẩn bị cái hạt giống như mình nhé. Thường thì người ta sẽ sâu bằng hình tròn ấy, nhưng mà ở đây mình còn có những cái hình như là hình trái tim này, hình ngôi sao này, hình vuông này, hình quả bóng này. Đó, mình có rất là nhiều những cái hình như vậy. Và các bạn có thể tham khảo cái phần hạt của mình để sâu hình những chiếc vòng tay nhé.
Và bên cạnh đó thì mình phải chuẩn bị những cái hạt chữ cái nữa. Bởi vì là mình sẽ sâu thành tên của cầu thủ ấy. Nên là ở đây mình có những cái hạt chữ cái như thế này. Về chữ cái thì mình có đầy đủ từ chữ A từ chữ A cho đến chữ Z nhé. Mình có đầy đủ các chữ như thế này. Cái hạt của mình thì mình sử dụng là màu đen và màu trắng. Còn các bạn nào mà thích nhiều màu thì mình có thể dùng những cái màu sắc khác để làm nhé. Các bạn nào mà dùng những cái màu thích cái vòng tay có nhiều màu thì mình sẽ chuẩn bị nhiều màu để làm nhé. Bây giờ mình sẽ sâu nha. Trước tiên để sâu thì mình sẽ dùng cái sợi dây này. Sau đó mình sẽ cố định một đầu lại. Sau đó mình sẽ sâu nha.